Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, vừa kết thúc quý 2, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã ngay lập tức hạ mục tiêu xuất khẩu xuống còn 29 tỷ đô la Mỹ, vẫn là mức xuất khẩu lũy tiến trong các năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng lại thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Điều này cho thấy dệt may đang đi chậm lại. Về hoạt động của các doanh nghiệp thì không chỉ doanh nghiệp vừa và nhỏ mà doanh nghiệp lớn cũng điêu đứng vì phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đâu là tác nhân dẫn đến tình trạng này? Trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này, chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị bức tranh toàn cảnh của ngành dệt may hiện nay. Đầu tiên hãy cùng những phóng viên của VITV tìm hiểu tình hình hoạt động của ngành dệt may Việt Nam hiện nay ra sao. Tăng trưởng xuất khẩu của dệt may Việt Nam trong năm 2016 sẽ chỉ khoảng 7%, mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua. Ghi nhận thông tin này của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, hôm nay chúng tôi đã có cuộc khảo sát tại một số doanh nghiệp dệt may tại Thành phố Hồ Chí Minh để xem liệu bức tranh này có quá bi quan. Nếu như mọi năm vào đầu quý 2, công ty này đã nhận được đơn hàng sang đến quý 1 năm sau. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công ty vẫn còn đang loay hoay tìm đơn hàng cho tháng 11 tới, nhưng xem ra vẫn còn rất khó khăn. Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Como, mục tiêu xuất khẩu 2 triệu đô la Mỹ trong năm nay của công ty là khó đạt được bởi lượng đơn hàng năm nay đến rất nhỏ giọt. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm, doanh thu hàng may mặc của công ty chỉ đạt 800.000 đô la Mỹ, mới hoàn thành 40% mục tiêu xuất khẩu. Xuất khẩu thì hiện nay rất là chậm. Và đến nay là tháng 7 rồi, nhưng mà chưa đến được phân nửa của chỉ tiêu doanh thu của xuất khẩu. Từ đây đến cuối năm phải cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên còn phải tùy thuộc vào tình hình thị trường. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp trong năm nay. Theo kết quả khảo sát của chúng tôi, trong 6 tháng đầu năm, hầu như lượng đơn hàng xuân hè đều đến rất chậm tại hầu hết các doanh nghiệp dệt may. Các chủng loại dệt may xuất khẩu đều ở mức tăng trưởng thấp. Cụ thể, sơ sợi chỉ tăng 2,8%, nguyên phụ liệu ở mức 5,5%. Được kỳ vọng nhiều nhất, nhưng nhóm hàng may mặc, chủng loại chiếm 85% giá trị xuất khẩu toàn ngành, cũng chỉ tăng trưởng 5% so với cùng kỳ 2015. Thu về kim ngạch 10,7 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng xuất khẩu giảm 1/2 so với kỳ vọng, chỉ tăng 4,7%, mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua. Hiện nay ngành sợi Việt Nam ấy, nói xin lỗi là chúng ta đang gần như là chúng tôi chỉ được tính theo tháng thôi, chứ không tính theo năm được. Vì thị trường nó biến động quá lớn. Từ đầu năm đến nay đó thì cái đơn hàng nó hơi chững lại. Nó không gọi là phát triển mạnh như cái kỳ vọng của các doanh nghiệp mà cuối năm ngoái cũng như đầu năm nay. Đơn hàng cho 4 thị trường chính là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm 73% kim ngạch xuất khẩu đều chững lại. So với cùng kỳ 2015, Nhật Bản chỉ tăng trưởng 2,9%, ngay đến thị trường tiêu thụ lớn nhất Hoa Kỳ cũng chỉ tăng nhẹ 6,5%, chiếm 14% thị phần, EU tăng trưởng khiêm tốn 6%, riêng Hàn Quốc tăng trưởng cao nhất 16% nhưng cũng không đạt như kỳ vọng. Đặc biệt là thị trường châu Âu, thị trường Mỹ đó thì cái sức tiêu thụ hàng hóa dệt may đó thì nó hơi giảm xuống. Cho nên là các cái đơn hàng nó cũng giảm bớt cái sản lượng. Nhật Bản là một nước chúng tôi kỳ vọng rất là lớn, nhưng mà cái tăng trưởng của Nhật Bản cũng không phải là cái năm nay cũng phải như vậy đấy. Sức mua của Nhật Bản cũng xuống. Sức mua của thị trường Hàn Quốc cho năm nay cái mục tiêu tăng trưởng năm nay của 6 tháng năm nay cũng không bằng 6 tháng đầu năm ngoái. Trong quý 2, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt 12,6 tỷ đô la Mỹ so với mục tiêu xuất khẩu 31 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2016 thì toàn ngành mới chỉ hoàn thành 41% chặng đường, đồng nghĩa để hoàn thành 2/3 chặng đường còn lại thì toàn ngành phải tăng tốc gấp 1,5 lần quý 2, đưa về hơn 18 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhiệm vụ này xem ra không khả thi bởi bắt đầu quý 3 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tìm được đơn hàng cho tháng 8. Cái kế hoạch của quý 3 và quý 4 2016 á là coi như doanh nghiệp chưa có một cái sự coi như là chưa có một cái thông tin cụ thể đó, và gần như là đều coi như là ở trong cái tình trạng coi như là mơ hồ. Dự báo kim ngạch xuất khẩu trong hai quý tới của ngành dệt may chỉ khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, cho nên vừa kết thúc quý 2, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã hạ mục tiêu xuất khẩu năm 2016 xuống còn 29 tỷ đô la Mỹ, đồng nghĩa tốc độ tăng trưởng của toàn ngành trong năm nay dự kiến chỉ 7%, giảm một nửa so với kỳ vọng. Phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về thị trường đơn hàng khi xuất khẩu, doanh nghiệp dệt may còn phải chịu áp lực nặng nề từ những rào cản ở trong nước. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những ghi nhận sau của phóng viên VITV.
Vâng, và chiếc phanh kìm hãm tăng trưởng của toàn ngành chính là chi phí sản xuất tăng cao. Đây là vấn đề nhức nhối được các doanh nghiệp nhắc đến nhiều trong chuyến khảo sát lần này của chúng tôi. Cơ hội từ các FTA chưa thấy, tuy nhiên trong nước doanh nghiệp đã khó trăm bề, thậm chí có doanh nghiệp phải thốt lên rằng chúng tôi không còn đủ sức chịu đựng nữa. Vậy vấn đề này khó khăn ra sao? Mời quý vị và các bạn theo chân chúng tôi đến một doanh nghiệp dệt may khác. Chính sách gây bất lợi làm khó doanh nghiệp, đó là câu đầu tiên mà đại diện doanh nghiệp này trả lời chúng tôi khi hỏi về khó khăn trong những tháng đầu năm. Trong đó nhức nhối nhất là việc thay đổi cách tính bảo hiểm xã hội và tăng lương tối thiểu đã kéo chi phí của 67% giá thành là lương tăng cao, khiến cho doanh nghiệp 5.500 công nhân viên này rất khó khăn. Bây giờ đóng tất cả doanh nghiệp, cả người lao động đóng thêm 30% trên cái phần lương đó nữa thì doanh nghiệp rất là khó khăn. Thực sự mà nói rất là khó khăn. Và cái tốc độ tăng lương cơ bản nó quá cao mà quá nhanh. Mấy năm vừa rồi cứ bình quân 15% một năm thì có thể nói là doanh nghiệp không thể nào theo kịp được. Cơ chế chính sách của ta, của các cơ quan nhà nước, cơ quan bộ ngành có những cái điều chỉnh nó chưa bắt kịp và chưa phù hợp với tình hình chung của cái ngành công nghiệp dệt may Việt Nam. Các doanh nghiệp đều đứng ngồi không yên khi trong năm 2016 này chính sách điều chỉnh đẩy chi phí liên tục tăng cao. Đau đầu nhất là lương tối thiểu và bảo hiểm xã hội, hai khoản chi phí chiếm tới 72% giá thành. Cụ thể, lương tối thiểu tiếp tục tăng 15% lên 2.4 triệu đến 3.5 triệu một người một tháng. Nếu so với năm 2010 thì đến nay lương tối thiểu của vùng đã tăng 3.5 lần. Chưa kể từ năm 2016 này, doanh nghiệp phải đóng thêm 2% phí công đoàn, kéo chi phí bảo hiểm xã hội tăng lên 34,5%, rồi thêm chi phí kiểm tra chuyên ngành trung bình $40 một lần kiểm. Chính sách hỗ trợ chưa thấy, nhưng trước mắt chỉ thấy chi phí của doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm đội lên từ 10 đến 20%, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp nhiều nhất chỉ khoảng 7%. Đối với hơn 460.000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì hầu như đã triệt tiêu toàn bộ 2% lợi nhuận ít ỏi họ thu được từ gia công. Có thể nói là doanh nghiệp người ta đánh giá là đã tới hạn cái mức sức chịu đựng của họ. Cho nên là nếu mà cứ tăng mãi lên như thế thì doanh nghiệp người ta sẽ có khả năng là sẽ không mở rộng đầu tư để giải quyết lao động ở những cái khu vực phi chính thức chuyển sang cái khu vực chính thức. Cái lương và bảo hiểm nó chiếm hết khoảng 65% trong cái tổng chi phí của công ty. Do vậy nó cũng khá nặng nề. Và dẫn đến là chi phí về lương thì trên tổng chi phí nó tăng ít nhất là cũng phải cỡ 10%. 5 triệu là bắt buộc là phải tăng là thêm 450.000. Dứt khoát vậy, không thể tránh né được. Áp lực tổng lương rất là lớn, tại chị phải trả cho 3.900 người. Đã thế, để giữ đơn hàng, các doanh nghiệp không thể tăng giá bán, buộc phải cắt giảm lợi nhuận từ 5 đến 10%, bởi chỉ cần giá nhích lên, đơn hàng đơn giản sẽ chuyển sang Lào, Campuchia, Myanmar, Bangladesh càng nhanh và mạnh hơn nữa. Lợi thế từ các FTA chưa thấy, nhưng yếu thế cạnh tranh đã là hiện thực. Khi chính sách nước bạn đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp dệt may trong nước giảm chi phí, hiện lương trung bình công nhân dệt may Lào là $138 một người, Bangladesh là $176 và Campuchia dao động từ $200 đến $250, trong khi Việt Nam vào khoảng $180 đến $260 một người. Riêng mức đóng bảo hiểm xã hội của bốn nước láng giềng này cũng chỉ khoảng từ 0 đến 11,5%, trong khi trên thị trường, Lào, Campuchia, Myanmar lại đang được ưu ái thuế suất 0% từ các nước EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Còn chúng ta đang phải chịu thuế từ 9 đến 17% trong vòng 2 năm nữa. Trong thì chi phí liên tục tăng cao, ngoài thì lượng và giá bán giảm. Những gọng kìm này đang bóp nghẹt doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Lợi nhuận của chúng ta sẽ phải hẹp lại nữa. Chi phí thì cao, lương thì cao, nhưng mà cái giá thành nó cũng sẽ cao. Tuy nhiên giá bán không thể tăng cao. Thì hiện nay là cái thị trường Lào và thị trường Myanmar đó, là các những cái doanh nghiệp may trên toàn thế giới họ cũng đang đổ về đó. Họ đang đổ về đó và họ dự kiến rằng họ sẽ được với một cái giá công như kể, giá gia công sẽ rẻ hơn ở Việt Nam. Khi TPP và FTA của châu Âu và Việt Nam chưa có hiệu lực thì chúng ta đang gặp phải một khó khăn là cái sự cạnh tranh của chúng ta về chi phí đã không còn là một lợi thế. Minh chứng rõ nhất là lợi thế cạnh tranh về giá của một số chủng loại hàng may mặc Việt Nam như đồ bảo hộ lao động, các mặt hàng hàm lượng kỹ thuật thấp như áo thun, sơ mi, quần kaki đã thua Lào, Campuchia, Myanmar, Bangladesh.
trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may của Campuchia vào thị trường Nhật Bản đã tăng 41%, may mặc Myanmar vào Nhật Bản tăng 23%, còn Việt Nam chỉ tăng 6%. Tại Hoa Kỳ, dệt may Việt Nam đang bị cạnh tranh khốc liệt với Bangladesh. Riêng thị trường EU, năm ngoái, Campuchia đã vượt Việt Nam trở thành nước xuất khẩu dệt may lớn thứ 5 vào EU, chiếm tỷ trọng 3,64%. Còn Việt Nam xếp thứ 6 với thị phần 3,45%. Kết hợp cả Lào và Campuchia và Myanmar thì chắc chắn là cái sức cạnh tranh của nó rất là mạnh. Thực ra thì cái doanh nghiệp ở bên Lào, Campuchia, Myanmar thì tới khoảng 6-70% là doanh nghiệp Trung Quốc. Tức là họ đầu tư, coi như Trung Quốc là họ đầu tư mở xưởng ở đó. Thành ra là cái mối liên hệ, mối liên kết giữa coi như là cái doanh nghiệp Trung Quốc với lại các cái doanh nghiệp ở bên Lào, Campuchia đó nó khá là mạnh đó, và nó tận dụng được cái lợi thế về cái giá rẻ, về cái nguồn coi như nguyên liệu mà dồi dào của Trung Quốc, cho nên là cái sức cạnh tranh của nó đối với mình á là khá là mạnh. Nếu mà Việt Nam mình cứ nghĩ đến cái chuyện mà lao động rẻ đó thì rõ ràng đây là một yếu thế mà phải tạo ra cái thế mạnh của mình như thế nào. Các doanh nghiệp nhận định tình trạng đơn hàng thiếu hụt, doanh thu sụt giảm, lợi nhuận thấp có thể còn kéo dài 2 năm nữa, thậm chí bức tranh bi quan hơn khi nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ không chờ được đến 2 năm để ăn quả ngọt từ các FTA. Bởi theo chia sẻ của một doanh nghiệp, hiện đã có đến 40% doanh nghiệp vừa và nhỏ làm hàng gia công đơn giản, tức khoảng 2.000 doanh nghiệp dệt may đã phá sản. Nhiều doanh nghiệp phải thốt lên rằng năm 2016 này là năm bỉ cực của ngành dệt may. Vâng, như vậy trước mắt trong năm 2016 này, xuất khẩu của ngành dệt may sẽ không đạt như kỳ vọng. Vẫn còn vô vàn những khó khăn đang nằm ngoài tầm tay của doanh nghiệp. Và khi đã không thể tự điều chỉnh được, không còn đủ sức chịu đựng, thì có lẽ việc hỗ trợ đang là giải pháp cần thiết nhất cho doanh nghiệp lúc này. Cụ thể doanh nghiệp cần phải làm gì và giải pháp nào để tháo gỡ những khó khăn của ngành dệt may? Mời quý vị cùng lắng nghe những ý kiến sau đây. Càng ngày, mình phải càng siết chặt hơn về những cái chi phí của cái đơn hàng. Ví dụ chi phí đi lại, chi phí mua nguyên phụ liệu, những nguyên phụ liệu trước đây mình được phép có khoảng 2% cho cái gọi là cái dung sai, thì bây giờ mình phải o ép nó lại 1% thôi chẳng hạn, để mà mình cố gắng mình giảm cái chi phí của mình đi thì để đỡ đi một phần nào. Về cái chi phí mà nhân công thì những cái mà nhân sự mà coi như là không cần thiết á thì phải coi như là tinh giảm lại và coi như là tập trung tối đa cái coi như là năng suất lao động của coi như là những cái nhân viên hiện giờ, thay vì trước đây là làm hai việc thì có thể bây giờ làm ba việc chẳng hạn. Kiến nghị với Hội đồng Tiền lương Quốc gia về vấn đề là giảm cái lộ trình tăng tiền lương tối thiểu lên, thay vì từ 2018 thì giảm đến 2020, đưa cái tỷ lệ của gia công xuống thấp và đưa cái tỷ lệ của FOB cũng như của ODM lên cao. Đó chính là cái công cụ cạnh tranh có tính cách bền vững nhất. Chúng ta có lợi thế mạnh hơn là với cái lao động của người Việt Nam là cần cù nhẫn nại và tay nghề dẻo dai, nói chung là mát tay, chịu khó. Do đó mà chúng ta phải cạnh tranh bằng cái hàng trung bình và cao cấp trở lên thì chúng ta sẽ thỏa mãn được yêu cầu phát triển của chúng ta hơn. Chúng ta chỉ có làm được vải thì chúng ta mới hy vọng là phát triển được ngành thời trang nội địa. Không có vải thì lấy đâu ra nguyên liệu để mà sáng tạo thời trang? Đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai là không có vải thì chúng ta cũng không thể nào nâng cấp được từ cái phương thức từ CMT, từ gia công lên phương thức phốp và những phương thức cao hơn. Thì tiếp tục kiến nghị chính phủ tạo ra một cái động lực cho cái dài hạn, đó là vấn đề tiếp tục quy hoạch những cái khu công nghiệp đủ khả năng kêu gọi đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước và có quy mô đảm bảo khả năng quy hoạch đến những khu công nghiệp đảm bảo vấn đề nước thải, nước cấp, nước thải và môi trường xanh sạch để đảm bảo tính ổn định, tính lâu dài cho những cái dự án trọng điểm của công nghiệp dệt may Việt Nam. Đặc biệt mà chúng tôi quan tâm đến ngành công nghiệp câu cái khâu và dệt sợi nhuộm, những phần cung thiếu hụt của ngành tiếp tục sẽ được đẩy lên. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.